Trên thị trường phân bón đa dạng như hiện nay, việc lựa chọn loại phân bón phù hợp với từng loại cây trồng, từng loại đất cho năng suất, chất lượng ổn định không phải là điều đơn giản. Thanh long Bình Thuận là loại cây trồng chiếm ưu thế và có tính cạnh tranh cao so với các loại cây trồng khác. Với đặc tính vùng đất xám bạc màu, khí hậu quanh năm khô hạn, thì sản phẩm phân bón nào là lựa chọn tốt nhất cho nhà nông nơi đây? Để có vườn thanh long tốt, phải được trồng trên vùng đất tốt. Việc sử dụng quá nhiều phân hóa học và kỹ thuật bón phân không đúng đã làm cho đất ngày càng bạc màu, thiếu chất dinh dưỡng. Phân bón hữu cơ là giải pháp để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất, nuôi cây khỏe mạnh. Ở trong đất nông nghiệp ấy, thì cái phân hữu cơ hay là chất hữu cơ trong đất ấy, nó được ví như là máu của đất. Điều chứng tỏ là nếu mà có máu huyết ấy, thì cơ thể nó sẽ khỏe hơn và đất nó cũng có sức sống. Khi mà đất cái máu nó đủ ấy, thì đất nó có sức sống. Tức là khi mà đất nó có sức sống, tức là nó muốn biểu hiện nó có sức khỏe, mà có sức khỏe thì cây khỏe, mà cây khỏe thì sẽ cho năng suất tốt, ít sâu bệnh hơn, đề kháng được với sâu bệnh và cho chất lượng cũng nông sản cũng tốt hơn. Thành phần chung nhất của các loại phân bón hữu cơ là hàm lượng chất hữu cơ được bổ sung thêm đạm, lân, kali, các nguyên tố trung vi lượng và vi sinh vật. Việc bón phân hữu cơ cho cây trồng sẽ giúp cho đất tơi xốp, thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Đất được bổ sung chất hữu cơ sẽ tăng khả năng giữ nước, giữ phân bón tốt hơn, giảm được sự thất thoát phân bón do bay hơi hoặc rửa trôi. Từ đó, chất hữu cơ trong đất sẽ được chuyển hóa thành bùn, tăng độ phì nhiêu và đảm bảo các đặc tính lý hóa cho đất. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc thanh long, nhưng ông Nguyễn Văn Phúc, một nông dân ở xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, vẫn chưa hài lòng với năng suất và chất lượng thu được. Mỗi vụ thu hoạch, vườn thanh long hơn 1 hectare của ông thường có dấu hiệu chậm phát triển và trái thanh long vụ sau nhỏ hơn vụ trước. Cái vườn của tôi trước đây thì nói đúng là do cái chăm sóc thì nó cũng không có được chu đáo cho lắm, nên nó cũng hơi bị suy kiệt. Nhưng mà từ ngày mà bắt đầu để chuẩn bị trồng đèn thì vừa kết hợp là vừa tiếp cận được cái Vito 79 mình xịt phủ rồi cộng với cái Trico Humic cho dưới gốc thì nó cũng cải tạo được cái vườn tương đối. Vườn thanh long của ông Ngô Thành Minh ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thì có những dấu hiệu rụng trái và thối rễ. Mặc dù đã sử dụng các loại phân bón khác nhau nhưng hiện tượng này vẫn xuất hiện thường xuyên, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường. Theo cái quan niệm của người nông dân, cứ tôi làm là theo tôi là tôi thấy cái vườn tôi là nó đạt hiệu quả hơn các vườn khác. Nhưng con cái tôi bón phân là các một lứa là tôi bón phân, mà tôi không phải bón một loại phân. Ví dụ đợt này tôi bón nhà máy này, đợt sau lứa sau tôi bón nhà máy khác, tôi lẫn lộn với nhau chứ không bỏ một thứ nào hết. Đó là quan điểm tôi chăm sóc cây long. Còn về mầm bệnh thì nói chung mầm bệnh ở đây vườn tôi cũng có nhưng mà không đáng kể. Năng suất và chất lượng trái thanh long phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật bón phân. Tuy nhiên, để lựa chọn một loại phân bón phù hợp trong một ma trận phân bón như hiện nay, luôn khiến cho người nông dân trồng thanh long Bình Thuận đắn đo. Thực tế mà nếu mà làm được cái quả thanh long đẹp thì cái hiệu quả kinh tế nó khác hơn là hay là mình đừng có bao giờ mà làm cái trái thanh long mà không bao giờ tính toán mà để là dùng cái loại này đắt loại kia đắt thì nó cũng chưa có hiệu quả. Ngoài ra cũng không có nên lạm dụng nhiều các chất kích thích mà mình nhiều khi mình không có rõ nguồn gốc rồi không có biết về cái thương hiệu của họ mà mình sử dụng thì nó vừa là không có hiệu quả mà nó lại làm cho mình tốn công tốn tiền. Qua cái học tập và nói chung hậu thảo tôi cũng nó bắt rất nhiều, nhưng mà đều có một cái là ở tôi coi được tôi mới làm. Cũng nhiều dòng phân thì tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà thổ nhưỡng đất mình không có phù hợp nó thì nó không bao giờ nó chịu. Sau nhiều nghiên cứu và áp dụng các thành tựu trong nông nghiệp, hai sản phẩm phân bón hữu cơ dạng hòa tan Trico Humic và Vino 79 mang tính đột phá trong công nghệ sản xuất phân bón, ra đời với nhiều ưu điểm nổi trội do Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Việt Nông sản xuất và phân phối, là giải pháp hiệu quả nhằm tăng năng suất, chất lượng cây thanh long trên vùng đất Bình Thuận.
Trichohumic với các thành phần hữu cơ cao cấp kết hợp với các khoáng chất giàu dinh dưỡng sẽ giúp cho cây thanh long tái tạo nhanh bộ rễ, rễ phát triển mạnh, giúp cây ra nhiều rễ cám, rễ tơ, hút dinh dưỡng tốt, giúp cây sung khỏe, khắc phục được tình trạng đẻ nhánh kém, chậm phát triển, giúp trái to, chắc hạt và chống thối trái. Sử dụng Trichohumic như thế nào để đem lại hiệu quả cao và hợp lý nhất? Cái Trichohumic là một cái sản phẩm mà thành phần chính của nó là acid fulvic và cái kali là acid fulvic là 70% và cái kali là 8%. Ngoài ra thì nó có một số cái chất điều tiết sinh trưởng. Cái sản phẩm này thì cái tác dụng của nó chủ yếu là nó kích thích ra rễ. Kích thích ra rễ nó làm cho cây trồng nó tăng khả năng ra rễ. Và khi mà phun vào cành thì nó cũng làm cho cái cành nó sung mãn lên, cây nó sung mãn lên, nó khỏe mạnh và nó tạo ra cái năng suất cao sau này. Đối với cái sản phẩm Trichohumic của công ty Việt Nông thì nó có một cái khác biệt so với các sản phẩm khác ở trên thị trường là nó tan hoàn toàn 100% nước. Mà khi bà con phun thì nó không bị nghẹt bét. Bà con có thể tưới vào gốc bằng cách là chúng ta có thể là hòa nước chúng ta tưới trực tiếp hoặc là chúng ta trộn với phân bón chúng ta giải vào gốc. Hoặc đặc biệt là chúng ta cũng có thể tưới bằng cái phương pháp tưới nhỏ giọt và chúng ta hòa nước rồi chúng ta dùng cái hệ thống tưới tiêu chúng ta tưới thì nó không bị nghẹt bét và nó có kết quả rất là tốt. Bên cạnh Trichohumic thì công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông còn giới thiệu đến bà con sản phẩm phân bón được mệnh danh là thần tài cho nhà nông Vino 79. Đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thế giới được chiết xuất từ sao biển với các thành phần chính canxi, magie hữu cơ và các chất phụ gia đặc biệt là các nguyên tố trung vi lượng, axit amin, amino acid, vi sinh vật có ích, protein, thực vật thủy phân. Công dụng của Vino 79 là cung cấp chất dinh dưỡng và kích thích thanh long phát triển trong giai đoạn sinh trưởng, kích thích sự phát triển của rễ, thân, cành, lá, tăng khả năng thụ phấn, đậu trái, hạn chế hiện tượng thối trái, rụng trái và thối rễ, giúp lớn trái, tăng độ ngọt của trái và giúp trái căng tròn, đặc ruột, bảo quản được lâu. Bên cạnh đó còn hạn chế tình trạng thối xốp trái do thiếu canxi mà về. Sản phẩm này về cái cách tác dụng thì khi mà chúng ta phun lên thì nó thẩm thấu vào tế bào, nó di chuyển trong cây. Nó có cái tác động là cung cấp những cái trung vi lượng cho cây, nó điều tiết những cái hormone sinh trưởng trong cây và nó tác động đến mọi giai đoạn phát triển của cây trồng. Ví dụ nó làm ra rễ. Trên cây thanh long thì ngoài vấn đề ra rễ ra thì nó làm cho cái cành, nó phục hồi những cái vườn thanh long bị suy, làm cho cái cành nó sung mãn, xanh cứng. Nó tạo cái cơ sở sau này cho khi mà chúng ta trong đèn thì nó đạt được cái hiệu quả cao. Thì ngoài ra thì nó tác động vào giai đoạn trái. Đối với trái thì nó làm cho trái nó lớn, trái nó cứng và nặng ký và rất là ngọt. Một ưu điểm vượt trội của hai loại phân bón hữu cơ Trichohumic và Vino 79 là dạng dễ hòa tan, dễ sử dụng và giúp cây hấp thụ nhanh các chất dinh dưỡng. Đặc biệt, hai loại phân bón trên phù hợp với công nghệ tưới nước tiết kiệm hiện nay. Theo tôi nhận thấy nó hiệu quả. Cái thứ nhất là nó được là lớn trái, nó đồn đít trái. Thứ hai nữa tai dày. Và cái thứ ba nữa là nó được lúc nào quẳng bóng trái trên ra. Bóng trái thì cây thanh long mà bóng trái thì nó phát triển càng mạnh càng lớn. Thì nói chung là bây giờ người nông dân là ta bán sản phẩm ra tất cả các cái chủ lái, chủ dự mua thì nó cũng đòi hỏi về cái tai. Nhưng mà bây giờ là cái tai là cơ bản nhất, cái tai trái thanh long là cơ bản như ở đây và bà con là hay là theo phong trào là vuốt tai. Nhưng mà bây giờ là theo tôi thấy nếu có cái thuốc được của 79 của công ty Việt Nam thì tôi thấy đó tôi xịt từ giờ đến tới một lần chín mà bây giờ thấy nó chín rồi mà tai nó vẫn xanh. Muốn có cái vườn thanh long đẹp thì nó có nhiều yếu tố chứ không riêng mà một loại phân loại thuốc nào mà độc quyền mà giới thiệu mà làm cho trái thanh long đẹp được. Cho nên nhà vườn là phải biết kết hợp, mà kết hợp đúng thuốc đúng phân thì nó mới đưa lại cái hàng hóa nó đẹp được. Nhưng mà hôm nay thì nói đúng là nhờ mình kết hợp cái Vino 79 mà mình kết hợp nó đúng, hợp lý. Tức là nó đem lại cho cái vườn thanh long đẹp mà cái trái thanh long nó cũng khác biệt. Thì đây là một cái sản phẩm ở dạng hữu cơ.
nó khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm ở trên thị trường. Thì cái sản phẩm này thì nó rất là an toàn cho cây và chúng ta sử dụng nó cũng rất là dễ. Chúng ta có thể phun lên cây, phun lên trái hoặc là chúng ta có thể dùng tưới vào gốc, đặc biệt là những cái hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì đây là cái sản phẩm hữu cơ, nó tan hoàn toàn 100% trong nước. Cho nên khi mà chúng ta tưới vào gốc theo hệ thống tưới tiêu thì nó không bị nghẹt bét và nó tan hoàn toàn trong nước và nó rất có hiệu quả cho cây. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều sản phẩm, nhưng mới đây thì chúng ta thấy có một cái sản phẩm là Chico Humic. Thì ở đây chúng tôi xem trên cái thành phần nó đến 70% cái acid humic. Thì đây cái hàm lượng acid humic là cái chất tinh túy của cái hữu cơ. Nhiều khi người ta phải tốn đến 3 đến 10 tấn để người ta mới chiết xuất ra được 1 kg cái humic này. Đây là cái acid mùn rất là quý. Thế mà một cái sản phẩm mà lại chứa đựng cái hàm lượng acid humic quá cao này thì điều chứng tỏ là chỉ cần bón cái lượng nhỏ thôi, không cần phải bón 5-10 tấn trên 1 hecta, chỉ cần người ta có khi chỉ cần mấy chục ký hoặc là cao lắm là 100 ký thì người ta đã có thể áp dụng trên 1 hecta rồi. Thế ngoài ra cái phân bón Vino 79 ấy thì nó phải có cân đối cả nguyên tố trung lượng, đa lượng, vi lượng. Mà chúng ta biết rồi, khi bón cân đối đấy thì cây trồng nó khỏe, mà cây trồng khỏe đấy thì nó tăng sức đề kháng. Chính vì vậy mà có thể trên một số vùng thanh long, trên một số vùng cây khác mà hiện nay có xuất hiện rất nhiều những loại bệnh hại, thì nếu như chúng ta bón cân đối, nếu như có cả thêm những chất mà tăng sức đề kháng, chống chịu kể cả với điều kiện thời tiết bất lợi, kể cả với sâu bệnh hại, thì đấy là một cái giải pháp rất tốt. Không những đã làm lại đất màu mỡ, làm đem lại sức khỏe đất mà đem lại cả sức khỏe cho cây, bởi vì nó tăng thêm sức chống chịu. Và từ xưa cha ông chúng ta đã sử dụng phân hữu cơ, thì khi mà bón nhiều phân hữu cơ thì chúng ta thấy ở đồng ruộng nó cũng ít sâu bệnh hơn. Đây là một cái mà thực tế đã được trải nghiệm. Phân bón hữu cơ Trino Humic và Vino 79 không chỉ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tái tạo bộ rễ, tăng năng suất, chất lượng, phù hợp với công nghệ sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Một yếu tố quan trọng mà hai sản phẩm phân bón này đem đến cho nhà nông, đó là trả lại độ phì nhiêu cho đất sau quá trình canh tác, tái tạo hệ sinh thái đất nhờ các chất dinh dưỡng thiết yếu, hữu ích, nâng cao chất lượng nông sản, an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Trino Humic và Vino 79 đang được các chuyên gia nông nghiệp khuyến khích sử dụng trên cây thanh long Bình Thuận.